Mình nên tập hơi đứng đứng như vậy. Rồi. Đó, hơi cong cong lên vậy đó. Đó, cong cong phải không? Cong cong không phải là BD đâu nha anh em, cong cong là chỉ bị nó hơi lượn lượn á. Đó. Đó, mình tập luyện nhau thì cũng chia sẻ là những cái kỹ thuật nên mình nên đánh cho những tình huống như thế nào. Rồi bi trắng. Tiếp tục, bi này cũng khó luôn ha. Chà. Trắng này cũng nhà bị khó mà ok. Năm băng gãy được anh em ha. Dài, ngắn, dài, ngắn, dài, gãy. Là bi lớn nhất rồi, big ball này. Chuốt hết giá số gì dậu. Vậy thôi. Hai điểm trắng ha. À, vậy thôi. Cái bi đó thì nói chung là quá dễ dàng, với anh em cứ kéo tán hết tay là ok. Bi rất to, bự, siêu to khổng lồ và tân vlog. Rồi cái bi này đánh sao? Trắng đánh sao tiếp nè. Điểm này là điểm ra chén nè anh em ha. Hai cái là điểm ra chén nè, cố gắng lên. Nắm chắc chúng hay là quýnh gài tiếp. Nếu mà quýnh vàng á thì dài ngắn dài. Quýnh này là 10. Ai quýnh tấp đỏ phải né đá nguy hiểm thôi, quyết định quýnh vàng đi. An toàn là bạn. Bạn hơi trượt, hơi dài. Trái bi này nếu đúng là 22 trúng thì mình lấy 20 thôi. Xíu thôi. Góc cũng đang lớn. Rồi. 80 60 hợp lý luôn rồi trời. Được không ta? Nó hơi mỏng rồi nha bà con. Hơi mỏng nha. Rồi chơi luôn đi. Bạn hơi trượt á, giờ này hơi trượt. Có vô. Có. Chết mày với tao. Gà chén. Gà chén này phát hả? Chung tiền ba cái. Gà sườn luôn. Hên pizza. Đúng không? Rồi vô thế rồi ha. Ủa chùa đứng góc này thấy không ta? Em thấy không? Ok không? Đứng này thấy không? Mình đứng đây anh em em thấy nha hả? Bữa nay đổi góc quay cho nó dễ. Ok. Thôi rồi thấy cái cơ được rồi ha. Nghe tiếng được rồi. Đánh xong cú này là đổi vị trí tiếp à. Cái bi này quýnh cái này khó nha. Này cũng phải buộc đờ mi mà khéo khéo ra nha. Tách cũng không được. Ok, chỉ có đời mi ăn gãy thôi. Lướt xuống. Bốn nhẹ là bé nhộn nha các bạn. Bốn cái. Rồi. Rồi pin này quýnh sao nha. Vàng, đánh đỏ, trắng. Đánh đỏ ba băng con. Hợp lý ha. Rồi điểm trúng đây. Ok. 10 trúng. Bây giờ nếu mình đánh theo bắt tia thì trái bi này là 10 trúng à. 36 đến 26 à. 36 đến 26 41 phê. Đánh vô đây. Ok. Lấy bi tí nha. Rồi đấy một nhẹ hình này sao đây, nếu giờ bị khó không gì ta không tống được chắc chắn lên ta chu choa này sao đây anh em, múa luôn hả, múa lấy thưởng luôn hả, 31 hả, tăng nổi không, 21 mà đâu tăng tới đâu, không được. Rồi, còn một con đường duy nhất. Còn một con đường duy nhất. Không muốn tới hả? Không tới rồi đấy. Tối đa được ra được có 30. Rồi, quýnh hai gãy anh, nếu mà kẹp nách trắng về đó hai gãy. Nặng quá, lâu. Rồi. Mỏng trắng. Quýnh vô băng ngắn luôn. Rồi chạy bi. Bi khó thì chạy bi thôi. Sao giờ bi không múa được.
đâu có thiệt. Rồi giờ trắng sẽ phá hành vi này bằng cách là dập ngang dài dài cục khô đạn. Trời ơi. Bi dây mà đánh. Thôi lại. Mình tập lại cái bi này cái anh em ơi. Anh này đâu khó đâu mà. Lì thôi là lên rồi mà ứng cái gì. Well. Ok. Rồi sao nữa? Rồi sao nữa? Đồ cái này hay à. Xuyên qua luôn, xoáy công. Quýnh trái đỏ cũng khó nha. Bây giờ quýnh trái vàng. Né trái đỏ lượn qua. Siro về nha anh em. Bé góc phơi. Tương đối mỏng. Chạy nói không? Chết tao. Trời ơi trời ơi. À, yếu rồi, thiếu bia rồi anh em ơi. Thiếu bia rồi. Lại cú này coi. Nãy giờ thiếu thiếu lực vậy trời. Lên lực coi. Vậy luôn. Trời đất ơi, vậy chứ. Đúng không? Tự nhiên yếu pin quá vậy ta. Bữa nay chắc là cái này tối nay chắc phải nạp vitamin lúa mạch vô rồi mấy anh em ha. Tính ra là mình bỏ nhậu nay được 5 ngày rồi. Mà đi bỏ nhậu xong thấy đánh giờ yếu hơn hay sao á. Rồi, vi này đánh sao? Về 10 trúng hả? 12 rồi, 38 2 phê. Giờ mình quýnh gài trái đỏ thì thay vì quýnh 38 quýnh cho 34 đi. Ngày đỏ về đây cũng đâu được gì đâu ta. Quýnh cho đỏ cho đỏ đậu đó luôn đi. Cũng được, có thể có hình siro. Để đỏ nó đi có thể có hình siro á anh em ha. Không sai, hoặc là tứ băng. Đó, thấy chưa? Có hình liền.